sao không đi làm mà anh ông đấm vô cái xịt mồm mồm đi. Có luôn hả? Ừ, ông đấm vô xịt mồm mồm thì con cũng vui vẻ, mình mong cho họ sống hạnh phúc rồi mình đi thôi. À, ông nào đấm sư luôn hả? Ừ, họ có người chửi mắng ấy nhưng mà mình gọi nó là nhân, đây là nhân quả, kinh nghiệm như thế này thì mình cũng vui vẻ. Nhưng mà cho dù họ có đó là mới đấm đó, họ lấy gậy hay là họ lấy dao thì cũng mà mình có làm như người ta. Cái nhân quả của họ như thế, tự nhiên cái nhân duyên đó, họ ở đâu? Họ ở Quảng Nam, ở trên đường như thế thôi chứ mình cũng đâu có biết là ai lại ai đâu. Trong cái cũng chẳng qua là cái chướng ngại, cái thử thách cho mình. Ăn trộm cắp gì qua ai đâu mà tự nhiên người ta đánh mình. Thì mình cũng đâu có trộm cắp, cũng đâu có xin chì họ đâu. Đâu gì mình ôm bát mình đi dọc đường á. Nghiệp họ mang đó. Ai cho thì mình lãnh, mình xin, mình nhận cái thực mình ăn để mình tu tập thôi chứ mình. Họ nghĩ xấu về mình, họ đánh mình, mai mốt có người khác đánh lại họ. Cái nhân quả thì cái đấy đó. Thì họ rõ ràng để họ nhân quả rồi. Nhưng mà mình vẫn mong cho họ, vẫn mong cho họ, họ là không mang cái nhân quả đó, mong cho họ gặp cái điều tốt lành. Đánh mình nhưng mà mình vẫn mong cho họ tốt lành. Dạ, được hạnh phúc, vui vẻ. Rồi mình đi chứ cũng cầu mong cho mọi người được hạnh phúc thế thôi chứ. Cho dù họ có hại mạng mình cũng thế. Vị sư này nói chuyện nghe rất là là có duyên và rất là am hiểu cả nhà. Sư giọng nghe giọng giống người Hà Tĩnh ha. Đúng rồi, con người Hà Tĩnh, con quê hương gốc á, thì Hà Tĩnh. Hộ khẩu thường trú thì ở Gia Lai. Hay tu hành thì con hay ở Nha Trang. Bữa có thấy một TikTok quay sư đúng rồi, đi trên đường cũng giống như anh nhé, cũng thỉnh thoảng có người ta hỏi thì con nói là họ hỏi con cái gì thì con nói cái đấy, nhưng mà họ muốn quay thì quay, muốn chụp ảnh thì chụp ảnh, con tự nhiên thôi, chia sẻ những điều hay cho con cũng chả phải lo sợ gì, cũng chả phải với lại cái nổi tiếng này, con chả mong cái nổi tiếng này hay là cái gì đó. Con nhiệt danh của sư là gì, gọi là gì? Con pháp danh là Minh Tuệ. Minh Tuệ. Dạ. Sư là Minh Tuệ. Dạ, con đi tu hành thì con không phải là vì cái danh cái lợi gì cả, con cầu mong được cho mọi người hạnh phúc, với lại con cũng được hạnh phúc và giải thoát thôi. Dạ. Chứ con cũng không mong được cái gì, chỉ cần đi khất thực buổi sớm họ cho cái bánh mì hay là cái gói mì gói hay là cái xôi gì hay hộp cơm chay gì đó ăn, nghe để tu hành như thế là được rồi. Chai nước suối uống thì, mà nếu mà họ không cho thì cũng vui vẻ thôi. Nhìn đói cũng chả sao cả. Dạ. Tuyệt vời quá rồi. Nhưng mà giờ học theo Phật thì không phải dễ, phải tập ngày đêm suốt đời. Dạ. Phải học liên tục chứ học Phật không phải khi mình thường. Đơn giản đâu ha. Khi bình thường như thế này không có chuyện gì xảy ra thì không có sao. Khi nghiệp nó đổ tới rồi bỏ chạy thì đỡ không được. Nghiệp nó tới, bệnh tật đến rồi hay là nhân quả nó tới rồi, mình nói thì hay nhưng mà đến khi làm chạy đi, bỏ chạy. Nay con cũng không có cái gì buổi ăn sư ít là lộc. Dạ, thưa anh là con đâu có nhận tiền. Con không có nhận tiền, con chỉ nhận thức ăn chay vào buổi sớm đi khất thực thôi. Thức ăn chay. Chứ ngày hôm nay ăn rồi là cũng không nhận nữa. Vậy là sư không nhận bất cứ gì luôn, không nhận tiền. Không nhận tiền. Không dùng tiền, không xài tiền. Không dạy tiền. Con đi thì nói rồi, chỉ cần một bữa ăn chay để lấy nuôi thân tu hành thôi. Đây là một vị sư chân chính nha cả nhà. Giờ sẵn đây Tuấn làm một video này, nói đây là một vị sư, đúng là một vị sư mà cái thời mà thời truyền thuyết ngày xưa đó, không dùng tiền, không xài tiền. Con thì thưa anh là con thì cũng chả phải là sư là thầy gì cả, con là một công dân Việt Nam học tập theo cái lời Phật dạy thôi, chứ con cũng không mong để được thành sư hay được thành thầy gì cả. Những lời nói thật tâm đó. Dạ. Là công dân để học tập. Đi học tập thành gọi là chánh ra để vượt qua cái thử thách, cái chướng ngại. Mình ở đây coi xem mình có chịu nổi hay không. Mà mình không dùng tiền luôn mà mình chỉ ấy thôi. Dạ. Vậy sao sống được? Có khi thì họ cho bánh mì hay là họ cho xôi, nhưng mà con thấy họ cho bữa nào cũng no đủ cả. Cũng có nước thoải mái.
nhưng mà mình họ đã cho rồi thì đâu cần tiền đó. Đà. Nhưng mà cái chuyện tiền bạc này thì nói ra thì đụng đến nhiều, tại vì có nhiều người á, người ta đi khất thực á, là có khả năng là người ta có thể nhận tiền, đà, có khả năng là người ta không nhận tiền, tùy theo từng vị chức. Đà. Vì đó muốn nhận cái gì thì họ nhận cái đấy, nhưng mà riêng đối với con là con không nhận tiền. Còn họ thì mặc kệ, nhưng mà con cũng không biết nói là nhận tiền đúng là sai. Ai muốn nhận gì thì nhận, ai muốn làm gì thì đây là hôm nay Tuấn gặp một điều quá là đặc biệt luôn. Lần đầu tiên mới thấy luôn, chưa từng thấy ai mà Tuấn Hương mấy người kia họ nhận hết. Cái gì họ cũng nhận, sao sư không nhận? Con chỉ nhận vừa đủ như thế thôi, chứ nhận tiền rất nguy hiểm. Tại vì giờ con đi mang tiền ở trên người không thể sống được. Con mang tầm cỡ 20-30 triệu trên người thì chắc cứ phân giết mạng ngay còn đâu nữa. Nhưng mà con không có cái gì thì chả ai thèm. Chả có tiền bạc gì họ hôi hám nữa, họ cũng tránh. Với lại cái chuyện chay mặn cũng thế. Con thì ai ăn chay thì ăn chay, ai ăn mặn thì ăn mặn, con cũng không ấy. Nhưng mà riêng con thì con ăn chay. Như thế thôi, chứ con cũng không nói là ăn chay là đúng là sai nhiều cái môn học.